xuất phát từ con đường Minh Mạng nha, nhà thờ, và đi về sớm Bình Khang, trên con đường Minh Mạng quẹo vào con đường Bê Túc Ký. Sunny chào anh chị và các bạn, rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đò. Hôm nay là ngày 11 tháng 8, Sunny đang đứng ở nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn. Bây giờ thì Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ đi một cái làng chơi của Sài Gòn ngày xưa. Nhưng mà ngày hôm nay thì như thế nào anh chị cũng có biết. Trên con đường Bê Túc Ký có một cái xóm Bình Khang, một cái nơi mà rất là khét tiếng ngày xưa đó anh chị, với những con hẻm hóc đồ kinh doanh về làng chơi một thời của Sài Gòn. Xin đi xuất phát từ con đường Minh Mạng nha, nhà thờ, và đi về xóm Bình Khang, trên con đường Minh Mạng quẹo vào con đường Bê Túc Ký, đi con đường Trần Nhân Tôn, sau đó đi vào những cái hẻm đó. Một cái xóm bán bông hoa nổi tiếng của Sài Gòn năm xưa. Đầu thập niên 1950 đó, chị 1950 đó, thì nơi đó là một cái khu vực, một cái động hoạt động công khai. Nhưng mà thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa thì nó rút vào hoạt động bí mật. Nhưng mà bắt đầu năm 1965-66 đến 75 thì hoạt động rất là rầm rộ. Rồi sau năm 1975 thì khu đó cũng còn rất là phức tạp. Nó hoạt động vào trong vòng bí mật. Và tại sao Sunny biết khu vực đó? Lý do là năm 91 lên Sài Gòn đi học ở con đường Trần Nhân Tôn, có cái trường ở Trần Nhân Tôn, thì bạn bè nói khu vực đó phức tạp, đừng có vô cái hẻm đó, vì lúc đó mình cũng không biết gì. Nhưng mà lớn lên thì mình mới tìm hiểu thì biết đó là một cái xóm Bình Khang, nơi rất là phức tạp, bảo kê, giang hồ, bông hoa vân vân. Đây là ngã 6 Nguyễn Tri Phương nha anh chị ha. Và Sunny sẽ đi trên con đường Minh Mạng Ngô Gia Tự về ngã 7 Lý Thái Tổ. Sau đó Sunny sẽ tìm một cái hẻm để đi vào, đi vài con đường để anh chị xem cái xóm Bình Khang. Xóm Bình Khang, cây đẹp, khu Ba Ta đó, cái đó là những cái địa danh mà người ta gọi cái khu đó anh chị. Đối với con đường Minh Mạng Ngô Gia Tự ngày hôm nay là họ kinh doanh về buôn bán trang trí nội thất, bàn ghế tủ giường nguyên một dọc luôn anh chị, niệm kim đan, bàn ghế tủ giường, gỗ cũng có, dán ép cũng có, niệm sao lông cũng có, vân vân. Và nhớ một cái thời gian mà anh chị biết cái ghế mà ghế bố mà nằm ở bãi biển đó, ở đây người ta cũng buôn bán một thời gian. Năm 91 lên đây đi học, sau đó cũng cùng với bạn bè ra đây làm thêm anh chị, bắt đầu cặp cây cọ đi sơn ghế bố người ta rồi kiếm tiền. Bữa đi học xong là rảnh là bắt đầu đi sơn, nguyên một nhóm bạn đi tới con đường này nè sơn.
Đây là con đường Hòa Hảo, mé trái nè chị. Hòa Hảo, bên phải là Nguyễn Duy Dương. Trời cũng mới ngớt cơn mưa đó, mây mù kéo tới. Sunny nhớ lại lúc năm 91 là Sunny đi bộ trên con đường Bê Túc Ký Lê Hồng Phong, thì những căn nhà lập sập, những cái hẻm tối ôm ôm và nó đi ngoằn ngoèo lắm, ngoằn ngoèo, nhìn vô là không dám đi vô anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó không còn nữa, nhưng mà Sunny cũng muốn cập nhật rồi anh chị. Cứ mỗi lần mưa, chuẩn bị mưa thì nó có cơn lốc, thế là những cái cây lớn này là những cái cành khô này nó gãy đổ nguy hiểm lắm. Ở dưới đường thì thấy những cái cành cây khô rất là nhiều. Tới giao lộ con đường Sư Vạn Hạnh. Cái xóm đó thì nó quanh quanh những con đường như là con đường Vĩnh Viễn, Trần Nhân Tôn, Bê Túc Ký, Lê Hồng Phong. Và nó có những con hẻm như là Mê Cung, ngoằn ngoèo. Thì ngày hôm nay thì cuộc sống bà con thì không biết như thế nào. Mời anh chị đi cùng với Sunny nha. Bên phải con đường Vĩnh Viễn. Và nơi đây thì có một cái chung cư Ngô Gia Tự, ngày xưa là chung cư Minh Mạng. Nơi đó có một cái chợ. Chợ thì bán chỉ buổi sáng thôi, buổi chiều thì người ta dọn chợ rồi anh chị. Trời bắt đầu chuyển cơn mưa, ok mình cứ đi nha anh chị ha. Mưa thì mặc mưa, đi thì cứ đi. Nghi mà lù, ngu mà lì. Đây, mé trái là con đường Bà Hạt. Bên phải thì con đường Trần Nhân Tôn. Và thẳng là chúng ta có ngã bảy Lý Thái Tổ. Nơi đây có một cái trường Phan Xoài Nam rất nổi tiếng. Và có một cái gì ta, chợ Chuồng Bò. Một lát thì mình sẽ đi con đường Bê Túc Ký anh chị ha, để anh chị ngắm nhìn. Mình quẹo một vòng đi, quẹo một vòng để coi ngã bảy Lý Thái Tổ giờ này 12 giờ nó đông như thế nào. Giờ này là bắt đầu vắng rồi anh chị. Nếu mà sớm hơn hoặc là chiều hơn nữa là coi như con đường này ngay lúc này muốn kẹt xe. Rồi cái hướng bên kia là chợ Chuồng Bò, con đường Lý Thái Tổ, bệnh viện Nhi Đồng, rồi đi thẳng Lý Thái Tổ là có phở tàu bay, chợ cá Trần Quốc Toản. Anh chị mà ở tỉnh hoặc là định cư ở nước ngoài mà lâu lâu mà đi giống như Sunny thì chắc cũng rất là khó khăn. Rồi bây giờ thì mình kiếm cái hẻm để mình đi vào anh chị ha. Như bên trái thì có một cái hẻm
sinh y sẽ vào cái hẻm này coi chúng ta đi đâu. Bắt đầu là chúng ta đi vòng vòng cái xóm Bình Khang nha. Đây là ra con đường Bê Tô Ký là gì? Đây, con đường Bê Tô Ký. Ngày xưa ở đây là nhà cửa cũng còn lụp xụp lắm. Bây giờ thì nó khang trang hơn. Và nơi đây bây giờ là chính vì cái nghề ngày xưa là bến xe nên ở đây rất là còn rất là nhiều cái chành xe. Chành xe là những cái nơi giao nhận hàng hóa. 1985 thì cái bến xe Bê Tô Ký này không còn nữa. Nó chuyển ra bến xe miền Đông ngay chỗ cầu Bình Triệu. Khu Ba Ta là anh chị. Dày Ba Ta ngày xưa đó anh chị, nên người ta quen người ta gọi là khu Ba Ta. Ở đây thì có một cái rạp hát. Bây giờ là rạp hát Vườn Lài. Vườn Lài ngày xưa là Mỹ Đô Thành Trung đó. Khu Ba Ta đây. Xin y sẽ quay cho anh chị xem cái rạp hát ngày xưa nha. Đây là con đường Vĩnh Viễn nha anh chị. Đây rạp Vườn Lài. Xin y sẽ băng qua bên kia. Xin lỗi anh chị nha, cứ đi vòng vòng như thế này để anh chị thấy hết cái cảnh. Mình không có đi hết con Vĩnh Viễn đâu, mình quay lại. Phía trước mặt anh chị là rạp Vườn Lài Mỹ Đô Thành Trung năm xưa. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi con đường Bê Tô Ký. Bên kia là chúng ta sẽ đi vào cái chợ Campuchia, chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. Và ở đó có buổi tối có một cái phố ẩm thực, rất là nhiều món đồ ăn vặt đủ các loại. Bên mé bên trái anh chị ha. Và Sunny sẽ tìm một con hẻm nào tiếp tục mời anh chị chúng ta đi nha. Ngày xưa mà đi đây, đi ngang đây nè, nhà cửa nó lụp xụp lắm. Rồi mình sẽ ở đây mình sẽ quẹo con hẻm này. 393 Lê Hồng Phong. Nhà cửa ở đây nhà cũng cấp 4 thôi, người ta làm ghép, người ta nâng lên thôi.
cái ngõ ra đây. Còn công vậy? Rồi đây, này bích rồi. Có đi được không đây? Mà ta để xe gắn máy mình đi không được anh chị. Ký lại rồi chúng ta cùng nhau đi tiếp nha anh chị ha. Rồi nhận ở đây có nhiều con hài hiểm đang xen lắm, nó tùm lum tùm la hết. Chị thấy con đường này có khác hơn xưa không anh chị? Rồi, vô đi vô cái hẻm này đi, hẻm 331. Nói chung là nó rất là nhiều con hẻm ngoằn ngoèo. Vô nhà người ta rồi, tưởng đi ra được. Đây mình quẹo qua đây anh chị, quẹo bên kia là bịt hẻm rồi, lúc đi như thế này mình mới biết. Tùm lum tùm la, và hiện tại là Sài Gòn đang mưa râm râm nha anh chị ha.
đi thẳng là chúng ta ra phía sau chợ An Đông, bên trái là trường đường Trần Nhân Tôn, cái trường học của Sinh Y. Và ở đây thì ngày xưa kinh doanh bia, bàn làm bàn bia và mấy cái tủ kiến anh chị, tủ xe nước mía nè, bây giờ vẫn còn. Nhưng mà bây giờ ngày xưa thì nó có một cái xe nước mía thì có quay bằng tay đó anh chị, nhưng mà bây giờ người ta không có dùng cái đó nữa, người ta chơi motor. Và máy trái là cái chung cư Minh Mạng, nay gọi là Ngô Gia Tự, nó gọi theo cái tên đường thôi. Và chung cư này cũng rất là lâu rồi, theo biến cố năm 1968, và hiện tại là Sài Gòn đang mưa lất phất bay rồi. Sinh Y sẽ cố gắng mời anh chị, chúng ta sẽ đi một con hẻm nữa anh chị ha, để coi cái hẻm này, hẻm này đi, mình sẽ đi vào cái hẻm này để coi chúng ta sẽ đi đâu. Hẻm 46 Trần Nhân Tôn, hẻm này cũng mưa quá trời mưa. Cửa người ta cũng ở tạm bợ thôi anh chị. Ý, con đường này hình như nãy đi rồi. Đúng rồi, nãy đi rồi. Ra con đường Hùng Vương. Đó. Bây giờ đó, vài con hẻm để anh chị thấy cái xóm Bình Khang, những con hẻm, những nhà lụp xụp. Tất nhiên ngày hôm nay thì có một số người, người ta bán nhà mà người ta dọn đi nơi khác, người mới về thì xây sửa khang trang, nhưng mà đâu đó vẫn có tồn tại những cái hình ảnh gửi tới anh chị và các bạn coi cái xóm Bình Khang, xóm làng chơi năm xưa nó như thế nào. Tất nhiên ngày hôm nay nó không còn cái dịch vụ đó nữa anh chị ha, không còn kinh doanh nữa, không còn hoạt động nữa, quên thì nói kinh doanh, không còn hoạt động nữa. Sinh Y để coi Sinh Y mặc áo mưa hay là khỏi mặc áo mưa luôn. Đi vào cái chợ nha anh chị ha. Đối với cái chợ này á, thì ban ngày á, chợ Minh Mạng người ta gọi là chợ Ngô Gia Tự đó anh chị. Ban ngày thì nó hoạt động nó nhộn nhịp, buổi sáng nó hoạt động nhộn nhịp hơn. Bây giờ thì khoảng 12 giờ rưỡi rồi, mình cũng đi vào chợ ghi nhận lại những cái hình ảnh này, để bữa nào mà Sinh Y sẽ đi vòng vòng những con đường này gọi anh chị. Đi bộ thì nó hay hơn anh chị, xong mình lên lầu luôn, mình lên lầu với lô này lô kia để gọi anh chị nha. Cứ có cầu thang thì mình lên thôi. Đó, cái chợ bây giờ người ta dọn chợ rồi. Ở đây thì mình không nhìn thấy có cái chữ lô, bên phải là lô O, bên trái thì không biết lô gì. Sài Gòn thì nó vậy lên gì, cứ mưa lất phất bay vậy đó. Lô N, bên trái lô N. Bên phải là lô Y. Phải.
lại rồi đi đâu anh chị ha. Đây à, con đường Sư Vận Hạnh Lô H, bên phải Lô H. Tất nhiên là ngày xưa thì có bên trái, nhưng mà bây giờ trở thành cái chung cư hiện đại là anh chị, chung cư cao cấp rồi, Lô H. Đây cái chỗ Lô O thì ban ngày thì nó trở thành cái chợ, nhưng mà khi mà về tối thì con đường Lô H này trở thành một cái khu buôn bán thức ăn, phở, hủ tiếu và vân vân. Và Tinh Y sẽ quẹo về con đường Trần Nhân Tôn, đây là con đường Hòa Hảo nha anh chị ha. Có rất là nhiều cái lô, và Tinh Y sẽ đi dài con đường Trần Nhân Tôn về cái trường mà Tinh Y ngày xưa Tinh Y học đó, năm 91, 94, 94 thì tốt nghiệp. Rồi tốt nghiệp, tất nhiên là thất nghiệp. Thất nghiệp rồi xong đi học thêm, học thêm rồi xong là chuyển ngành, một cái ngành nghề mới, ngành hàng tiêu dùng. Rồi làm hết công ty này đến công ty kia, nó không có dính dáng gì đến cái nghề mà sinh đi đi học. Thì một lát anh chị sẽ nhìn thấy cái bảng trường học thì anh chị sẽ biết là sinh đi học cái trường gì anh chị ha. Đây, chúng ta đi con đường Trần Nhân Tôn. Tóm lại cái xóm Bình Khang thì ngày hôm nay thì nó khác, thay đổi hoàn toàn. Tất nhiên nó còn tồn tại những căn nhà lụp xụp, còn tồn tại những cái hẻm ngoằn ngoèo và chúng ta không biết là coi như đi đâu về đâu. Và hy vọng rằng bà con ở xóm Bình Khang làm ăn phát đạt, dồi dào sức khỏe. Xin đi rất là vui đi vào cái xóm của bà con để quay gửi cho anh chị và các bạn xem. Chỉ cách đây khoảng đâu 30 năm về trước thôi, vào trong đó sợ. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó ok, nhìn thấy nó cũng bình thường anh chị, bình thường. Đó, điều đó là một cái gì đó mình cảm thấy vui trong lòng. Nhưng mà anh chị biết là cái khu vực nào mà bảo kê, Marco, rồi bông hoa, rồi đi tới, đi lui, rồi nó kèm theo đồ cho thuê, rồi ôi thôi nó nhiều cái tệ nạn khác, bao quay đề, đốm, rồi cờ bạc, hút sách, rồi lúc đó mệt lắm. Lúc mà Sunny đi học á, thì năm 91 thì cái nhà máy thuốc lá này nó vẫn còn, nhà máy thuốc lá Mít nó vẫn còn. Nhưng mà sau khi đó thì nó không còn nữa, trở thành mảnh đất vàng. Đây, trường của Sunny đây. Đó. Anh chị thấy cái bảng không? Ngừng lại cho anh chị xem. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 75 Trần Nhân Tôn. Ngày xưa thì bên đây thì nó không có một cái building vậy đâu. Nó giống như là một cái nơi sản xuất hình như in ấn gì thì phải. Nó có nhà kho thôi, mái tôn. Kỷ niệm trường này dữ lắm. Rồi bye bye trường. Ở đây là bây giờ bán cơm, chứ ngày xưa là bán quán cà phê. Quán cà phê này ngày xưa là coi như uống mà ký sổ anh chị. Anh chị có biết là ký sổ không? Lúc đó thì không có tên sinh ni, ghi họ và tên luôn. Rồi ký sổ. Ở đây là bán sách, sách cũ nhiều lắm, quán cà phê. Còn ở đây cái nhà ở đây thì bán bò kho bánh mì, ăn rất ngon. Bây giờ dẹp rồi. Biết sinh viên nghèo nên chính vậy mỗi lần cô bán là cô cho rất là nhiều.
nhiều, mua một cái tô nhỏ thôi, cô bán như cái tô lớn, tại vì sinh viên đói mà anh gì. Rồi, tới đây thì Sunny cũng rất là vui, gửi anh chị vài con đường ở khu xóm Bình Khang, và đi ngoằn ngoèo trong cái hẻm, xin lỗi anh chị nếu mà quẹo qua quẹo lại anh chị chóng mặt thì anh chị thông cảm cho Sunny nha. Sunny cũng muốn thực hiện cái clip này gửi bà con để hình dung xóm Bình Khang như thế nào, để ủng hộ kênh, khích lệ thì cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh và chia sẻ các clip này đến với bà con. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Phía trước là Sài Gòn bắt đầu chuẩn bị mưa rơi, mưa to là gì. Rồi, xin đi thân ái mến chào, hẹn gặp lại. Bye bye.